Nguyên opening trend đó. Người nào hướng được bắt đầu tạo tối nhiên sử dụng da. Nhiều cái phụ tạo sử dụng cho hóa và một sa thiết. Dạ, cơ đơn. Bao nhiêu nhà vô lịch để ra đề khác. Tất cả đều có mặt và hiện diện trong chương trình biểu diễn nghệ thuật Lân Sư Đồng khai mạc lễ truyền tụng tác bản kinh điển quốc tế ngày hôm nay. Rất nhiều người chào mừng và hoan nghênh tất cả các bạn đến từ đoàn nghệ thuật Lân Sư Đồng tới ăn mừng Việt Nam. Burden by the leader of cultural art form that tries to lift your vision to be so much that all the world has come to have its reason. If you don't know, that's what I'm doing at the beginning of the world, that several of the countries in the world, we feel that are beginning to support the people. Who is this burden? That's our corporation. He's one of the most well-known and successful ones in Vietnam. Currently holds two major PS records, 99 Vietnam records, and Remy Dragon Lion champion Vietnam for 26 years from 1930 to 1972. With famous master who has written the history of Vietnam Dragon Lion Master X, Lady Queen, the only female athlete in Asia for high-column lion dance.